nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2019, tối ngày 25 tháng 7, thị trấn Nghi Xuân đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ của thị với chủ đề Tuổi trẻ thị trấn Nghi Xuân đời đời tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể thị trấn và các bạn đoàn viên thanh niên. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nghi Xuân luôn quan tâm sâu sắc tới công tác đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.